Chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng trong chuỗi series giới thiệu về đất biển thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay Hùng muốn giới thiệu với anh chị về một cái ngôi nhà anh chị ha. Như chị thấy đây là một cái con đường hai xe ô tô tránh nhau rất là thuận tiện, đúng không anh chị? Và chỉ có hai bước chân mà chúng ta sẽ ra lại con đường, đó là con đường Cao Văn Bé nha anh chị. Con đường Cao Văn Bé là con đường rất là độc địa rồi anh chị. Đây là khu này là khu gần đại học Nha Trang, đây là khu gọi là tất vàng đúng nghĩa luôn nha anh chị. Bất cứ một mét vuông đất ở đây đều có khả năng hái ra tiền khoảng vàng. Chúng ta sẽ làm gì với nó ạ? Thứ nhất, chúng ta có thể là xây những căn hộ cho thuê đây anh chị ha, họ xây những dãy phòng trọ cho thuê. Ở phía bên ngoài đây chúng ta là kinh doanh quầy tạp hóa, chúng ta quán ăn đúng không ạ, rồi quán cà phê rất là thuận tiện luôn. Mà cái ngôi nhà mà Hùng muốn chia sẻ với anh chị là ở đây anh chị ha. Ngôi nhà ở đây là Hùng muốn chia sẻ với anh chị, của nhà này là về diện tích đó, là một trệt và một lầu. Tổng diện tích cái lô đất này là 121 m². Ở đây là đất ở đô thị luôn anh chị. Đầu tiên thì chúng cũng sẽ giới thiệu với anh chị về cái ưu điểm của cái mảnh đất này. Thứ nhất về cái vị trí đất trước là tọa lạc tại vị trí kim cương. Vài bước chúng ta sẽ là chạm biển Hồng Chồng. Đây nha anh chị, đây sẽ là con đường thông nha anh chị nha. Chúng ta đi tới đây tầm 10 bước chân chúng ta để trái là chúng ta sẽ ra là bãi tắm Hồng Chồng. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy vườn thanh và bên cạnh đó là khu du lịch danh lam thắng cảnh Hồng Chồng. Và chúng ta đi ra đây, bước ra đây thì chúng ta sẽ đi ra đường Cao Văn Bé, ra lại chợ, đi lên đại học Nha Trang anh chị ha. Xung quanh đây thì đầy đủ tất cả những cái tiện ích có thể là vui chơi giải trí, ví dụ như là quán ăn này, pizza điện tử này, rồi quán chợ này, tạp hóa này, mini mart này, bách hóa xanh này, thế giới di động này, hai lần nữa anh chị ha. Rồi tiếp theo đó là gì ạ? Về pháp lý, ở đây là sổ đỏ đã có từng nền rồi, sổ đỏ ở đây chỉnh chu bài bản rõ ràng, pháp lý minh bạch. Và bất cứ một cái bất động sản nào cũng vậy, nó sẽ có những cái ưu điểm và cái nhược điểm. Nhược điểm ở đây là gì anh chị ha? Nhược điểm ở đây là thứ nhất, xét về kết cấu của nhà thì từ góc nhìn của Hùng á, thì với cái nhà mà cái cổng như vậy thì nó làm cho cái công nghệ của mình nó sẽ trở nên nó không có thoáng mát hết, đúng không không chị? Đúng ạ. Và nếu như mà chúng ta có thể cách tăng lại được cái này thì chúng ta có thể là chỉnh sửa lại, sơn sửa lại được. Và cái màu sơn, màu sơn đối với Hùng là nó hơi cũ thì ha. Đây Hùng sẽ chia sẻ thêm trong việc cái màu sơn thì nó hơi cổ, thì cái này chúng ta có thể là khắc phục lại. Và cái nhược điểm thứ ba đó là cái mặt tiền nó hơi nhỏ xíu chị, mặt tiền chỉ có hơn 3 mét thôi chị ha, tầm 3.7 m. Thì đó là những cái nhược điểm mà Hùng thấy Hùng được. Nhưng mà nhược điểm đó nó cũng không quá lớn lắm, bởi vì chúng ta sẽ có cái chiều dài phía sau, chiều dài là hơn gần 22 m anh chị ha. Đối với một cái bất động sản có khả năng khai thác về dòng tiền, có khả năng tăng giá trị về lãi vốn, thì đây là một cái bất động sản đáng để cho anh chị có thể là tham gia để mà đầu tư được. Nếu như quý chị cô chú nào có mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cái bất động sản này, có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại Hùng để trên màn hình sẽ chia sẻ thêm. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.